Hello các anh em, chào mừng các anh em của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các anh em 5 chai nước hoa mà mình thường nhận được những lời khen ngợi, những lời tán dương đến từ mọi người. Wow, sao thơm thế, thật là thú vị, một dạng kiểu như thế. Chắc chắn rằng mỗi anh em trong chúng ta đều có những chai nước hoa mà khi mà xịt chúng ta thường được mọi người khen ngợi. Và trong video này mình cũng sẽ chia sẻ đến anh em 5 chai nước hoa, có thể gọi là 5 mối hương tủ của mình khi mà mình sử dụng hàng ngày đó. Và nếu như các anh em có lần đầu xem channel của mình thì mình rất hy vọng bạn bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok, lên đường. Ok các anh em, chai nước hoa đầu tiên mà mình thường được nhận những lời khen ngợi khi sử dụng đó là mùi hương chấn phái của mình khi mà hè về, chắc chắn rồi. Nautica Voyage, đây là một trong những chai nước hoa ngon, bổ rẻ và lại bậc nhất khi mà dùng cho mùa hè. Và mình thấy rằng rất hiếm, rất không có nhiều chai nước hoa có thể sử dụng một cách thoải mái, một cách gọi là xịt vô tội vạ như là Nautica Voyage ở hè Việt Nam. Bởi vì với cái tính chất mùa hè của mình, nhiệt độ cao này, oi này, nồng, thì nó thật là không có quá nhiều chai nước hoa có thể mà mình xịt mình cảm thấy dễ chịu và mọi người không cảm thấy là như là những quả búa bổ vào mặt. Nhưng với chai nước hoa này thì mình cảm thấy là nó rất là phù hợp với hè Việt Nam, càng nóng thì nó càng thơm và nó không quá là nồng, độ bám mùi tốt, độ tỏa mùi tốt, nói chung nó hội tụ đủ những cái yếu tố mà để sử dụng một mùi hương mùa hè Việt Nam. Và cái nữa là mình hay nhận được những lời khen ngợi khi mà mọi người ngửi chai nước hoa này. Thì chai nước hoa đầu tiên mình muốn chia sẻ đến các anh em một chai nước hoa cũng có thể gọi là rất là bình dân, rất là bình dân. Nautica Voyage, một trong những best cheap fragrance, chai ngon bổ rẻ sử dụng trong mùa hè. Ok, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là Terre de Hermes. Có một câu chuyện khá là vui, đó là mình xịt chai nước hoa này mặc dù mình nhận được khá là nhiều những lời khen ngợi nhưng 100% là đến từ các anh em. Tuyệt nhiên mình chưa bao giờ được một chị em nào hỏi mùi hương này là mùi hương gì. Thế nhưng các anh em thì lại rất hỏi, hay hỏi mình là mùi hương này là cái gì. Có hai câu chuyện khá là vui, đó là một lần mình nhậu với vài người. Thì sau khi mà nhậu xong thì có một ông anh mới bẽn lẽn đến ấy, hỏi mình là cái mùi hôm nay mày xịt là mùi gì đấy, mùi ở đâu. Thì hôm đấy là mình xịt Terre de Hermes và mình cũng rất là ngạc nhiên bởi vì thời gian là mình xịt từ buổi sáng rồi, mà nhậu buổi chiều. Và nhậu xong thì ông ấy bắt đầu ngồi ông lân la ông hỏi mình. Mình mới ngạc nhiên bảo đúng là mình không ngửi thấy một cái mùi gì nước hoa này nữa. Mà cuối cùng là hóa ra là nó bám vẫn còn vãi chưởng thật. Thế là ông ấy hỏi mình là, thế mình bảo đấy là em dùng Terre de Hermes đó. Còn một lần khác nữa đó là anh bạn lái xe chỗ mình làm, hôm đấy mình cũng xịt chai nước hoa này và đến chiều thì cũng hỏi là anh em này anh xịt mùi gì mà thơm thế. Đó thì lại là Terre de Hermes đó. Nhưng 100% là mình chưa bao giờ được các chị em hỏi, mà tuyệt nhiên các anh em hỏi mùi hương này, nói chung là cũng hơi tủi thân. Nhưng không sao. Thì chai nước hoa thứ hai là một sản phẩm của nhà Hermes, một trong những chai nước hoa xếp trong 500 chai, trong list 500 chai nước hoa hiện đại phổ biến nhất, thì sản phẩm của nhà Hermes đứng ở vị trí số 1. Có thể là có những ý kiến này, có những ý kiến nọ mùi hương này ra, nhưng với cá nhân mình thì mình vẫn rất thích mùi hương của chai nước hoa này. Và mình, nó là một trong những chai nước hoa mình sử dụng hàng ngày. Và tất nhiên rồi, kèm theo những lời bravo khi mà ngửi mùi hương thì mình ok, không sao cả. Đó, chai nước hoa số 2. Chai nước hoa thứ 3 đó là một sản phẩm của nhà Kenneth Cole và nó có tên Black Mankind Hero. Mình rất là bất ngờ khi mình xịt mùi hương này và được một chị khen ngợi đó. Bởi vì như mình vẫn nói trong những video, mùi hương của chai nước hoa này nó hết sức là bình thường, nó không quá là đặc biệt đó. Mặc dù là về sau thì nó rất là hay, nhưng về tự chung lại thì với các anh em thì nó không có một cái gì là ấn tượng cả. Nhưng mà hôm trước thì chị cũng hỏi là mày xịt mùi hương gì đấy mà thơm thế. Thì mình cứ nghĩ là bởi vì thật ra mình đi làm thì mình chỉ xoay tua một vài chai thôi, thì mình biết ra vài chai đấy mình đi làm. Thì chị bảo không phải. Thế cuối cùng mình mới nhớ ra là cô em này đó, mình hỏi mình hôm sau mình xịt thì có phải vùng này không, thì đúng rồi kiểu như thế. Thì mình rất là ngạc nhiên bởi vì chai nước hoa này thật ra nó bám khá là nhẹ nhàng và tỏa không phải là dữ dội đó, và mình cảm giác là độ bám mùi không phải là
phát là tầm khoảng 6 tiếng. Nhưng mà thực tế thì có nghĩa là có lẽ là mình đã nhầm. Và các chị em khi mà ngửi thì có thể là thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là dễ chịu và ghi điểm khá là cao. Do vậy là mình sẽ cho nó vào trong list 5 chai nước hoa mình nhận được những lời khen ngợi khi sử dụng Mankind Hero của Kenneth Cole. Chai nước hoa thứ tư đó là một sản phẩm có thể gọi là rất khá nhiều tranh cãi. Người thì cho rằng là mùi hóa học, người thì cho rằng mùi nó hơi đậm, nhưng đối với mình thì mình lại rất là thích Mancera Cetra Boys. Khi mình xịt chai nước hoa này thì chỉ duy nhất có mùi là cái gì nhỉ? Thường là mọi người hay nói rằng mùi này thì rất là ok, thế nhưng mà nếu mà anh xịt ít đi một tí nó đỡ nồng thì sẽ tốt hơn. Bởi vì mình thì mình thường hay có thói quen xịt nói chung là cũng khá tầm từ 6 đến 7 phát. Thì mọi người vẫn nói là thật ra là mùi thì rất là ok, thế nhưng nếu như mà xịt bớt đi vài shot thì ngửi nó thơm hơn đó. Và các chị em đều nhận xét của mình với mình là như thế. Thì mình không biết là nghe nói là batch mới của nó bám rất là kém, nhưng mình cũng không rõ là như thế nào. Nhưng nói tóm lại, đây là một chai nước hoa mà có một cái phản ứng rất là khá là tích cực đối với các chị em. Bản thân mình khi mà mình làm so sánh với Creed Adventures trong một cái video khác, đó thì Mancera Citra Boys đã cho Adventures đó kiểu như thế, cho về, có nghĩa là trong một nốt nhạc bay màu. Thì mình nghĩ rằng ít nhiều thì phản ứng của mọi người khi mà ngửi chai nước hoa này cũng rất là tích cực. Đó, chai nước hoa thứ tư Mancera Citra Boys. Và chai nước hoa cuối cùng mà mình hay nhận được những lời khen ngợi, Prada Love, một trong những best mùi hương nước hoa dành cho giới văn phòng. Mùi rất là nhẹ nhàng, rất là nam tính, sạch sẽ. Đó, khi mình xịt chai nước hoa này thì mình không quá là ngại ngùng, ví dụ như vào trong một không gian hẹp, đi thang máy hoặc là vào phòng riêng ấy, kiểu như thế, thì cái mùi hương của nó rất là nhẹ nhàng, rất là nam tính và lịch sự. Đó, mình không quá là kiểu như là lo lắng là hôm nay mình xịt nước hoa này thì có sợ bị nồng quá hay không. Đó, và phản ứng của mọi người khi mà ngửi mùi hương của Prada Love cũng rất là tích cực. Do vậy, chai thứ hoa thứ năm mình muốn khoe với các anh em đó là Prada Love. Đó, thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em 5 chai hoa mình sử dụng hàng ngày và nhận được những lời khen ngợi. Đó là Nautica Voyage, đó là Mancera Cetra Boys, đó là Terre d'Hermes, đó là Prada Love và Kenneth Cole Mankind Hero. Đó, còn các anh em thường được khen là những chai nước hoa nào, chia sẻ mình với ở comment nhá. Ok, video của mình đến là hết, rất hy vọng mọi người thấy like và hãy subscribe kênh của mình. Còn bây giờ anh em mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhé.